Hội Nông dân thành phố Cần Thơ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2022 cho gần 100 cán bộ hội. Trong 3 ngày, các hội viên được nghiên cứu các nội dung như tổ chức kinh tế tập thể, tổ hợp tác xã, xây dựng thương hiệu nông sản, phương pháp canh tác thân thiện với môi trường, phương pháp vận động, hướng dẫn lập sổ theo dõi các loại phí, quỹ và nghiệp vụ quản lý vốn dây, phát dây từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân. Vai trò của nông dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội trong tình hình mới, vận động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hội viên còn được triển khai nghị quyết số 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Qua lớp tập huấn giúp cán bộ hội nắm vững nghiệp vụ tổ chức các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân, chủ động nắm bắt yêu cầu công việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu đề xuất xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần xây dựng tổ chức hội nông dân ngày càng vững mạnh.